Sấy gà cực nữa rồi anh em ơi. Giờ đứng trên nóc nhà tươi nắng nha. Mệt thiệt là mệt. Tới công chuyện bữa trưa nữa anh em ơi. Phải bắt chứ mới về nghỉ trưa được, không lấy nó so bội cái vô dàn gà hư đâu. Đuối thiệt với nó thiệt chứ. Chứ có rắn có gì mà. Oh.